Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Showbiz rầm rộ tin một sao nam đình đám lộ chuyện hẹn hò, còn tặng lì xì cho người yêu cũ. Netizen đèo tên bốn soái ca cực hot. Mới đầu năm thôi nhưng showbiz đã liên tục đón nhận tin hot liên quan đến chuyện hẹn hò. Những ngày đầu năm mới, làng giải trí hoa ngữ liên tục nhận tin hot dồn dập. Trang Weibo mới đây đưa tin, mới đây trên mạng xã hội truyền tay nhau một bài viết cực hot tiết lộ chuyện hẹn hò của một sao nam đình đám. Một tài khoản giấu tên đã chia sẻ câu chuyện rằng mình được bạn trai cũ vốn là một diễn viên nổi tiếng tặng lì xì trị giá 520 tệ, 1,8 triệu đồng, liệu có nên nhận không? Trong bài viết này, cô gái nói thêm, tôi quen biết chàng trai cũng là diễn viên này được 5-6 năm rồi. Dù có nhiều tình cảm tốt đẹp dành cho nhau, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục hẹn hò. Một bộ phim ra mắt vào mùa hè năm 2019 đã khiến anh ấy đột nhiên trở nên nổi tiếng. Năm kia, chúng tôi ở bên nhau với nhau khoảng 6 tháng, bình thường rất ít khi được gặp anh ấy. Có lần anh ấy tới dự Thượng Hải tham gia thảm đỏ sự kiện Tencent, tôi cũng không đi được. Đáng chú ý, tài khoản này còn tiết lộ chi tiết gây bất ngờ. Về sau vì một vài hiểu lầm do tôi mà một năm trời cả hai không liên lạc gì với nhau. Tối qua tự nhiên anh ấy nhắn tin chúc mừng năm mới và bảo tôi gửi tiền lì xì trị giá 100 tệ, 350.000 đồng cho anh ấy, làm tôi ngơ ra chẳng biết làm thế nào. Cô gái này còn chia sẻ ảnh chụp màn hình cho biết bạn trai cũ gửi tặng bao lì xì trị giá 520 tệ, 1,8 triệu đồng. Trên mạng xã hội, netizen bắt đầu trộn tài suy đoán. Nhắc tới mùa hè năm 2019, tôi chỉ biết tới 3 người là Lý Hiện, Vừa Nhất Bác và Thiêu Chiến thôi. Tôi nghĩ tới Hầu Minh Hạo. Năm 2019 có bộ phim Trở Về Quá Khứ Ôm Lấy Em cũng khá ổn. Lý Hiện đó, cô ấy có bộ phim Cá Mực Hầm Mật, đúng là hot hòn hòt còn gì. Hiện tại các fan vẫn đang bàn tán sôi nổi, tuy nhiên cả bốn nhân vật đều chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Một số netizen cho rằng, thực chất câu chuyện tài khoản kia chia sẻ không có bất cứ yếu tố giật gân hay bóc phốt nào. Hai người từng có khoảng thời gian yêu nhau, nhưng giờ đã kết thúc. Chính vì vậy các fandom hãy cứ yên tâm ăn Tết. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.